Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 30 cuối tháng, thì nhà mình ăn chay, cho nên chị mình đi chợ mua những cái nguyên liệu đây. Đây, chị để mình nấu món canh kho chay nha. Này, bí nè. Đây, đây là cái su. Kè. Đây người ta gọi ở đây mình đây gọi là kè dĩa. Khoai lang. Đây. Bắp bắp còi. Đây, ở mình được gọi là bắp còi đó. Nấu thì có ngổ, ngò rí, đậu phộng rồi để mình lấy trên cái đậu phộng nữa nha. Đậu phộng đây là mình nấu bằng đậu phộng tư ấy nha, không phải là đậu phộng rang. Bây giờ chị mình đang chuẩn bị đang vừa bắt đầu vừa gọt để mình nấu. Cây này mình ống cái kho đây mình ăn với bút rất là ok. Chị mình sắc rau nha, phải ăn chung với rau đó thì mình chịu sắc rau. Chay cũng có rất là nhiều món nhưng mà mình thích cái món này. Thì mình đang sơ cái đậu phộng, nó xìa cái vỏ rồi để mình đỡ bóc sơ lên tay nó xì lên vỏ đắng sơ nó cũng không có gây cho vàng nữa nha. Đây các nguyên liệu nè, bí su nè, đây khoai lang, chị mình để cắt ra như thế này nha, đó miếng miếng gì nè, đây thế này, kè nữa,
Hiện tại kè này chị mình đang gì không quá đang bỏ vô son để mà mình chè mình chỉ làm tư ra đó, mình bỏ vô son thì mình nấu cho nó chín đi chín một chút mình mua mở vô son canh. Rồi bây giờ mình bóc vào đậu này ha, đậu nó vừa sơ bóc vỏ chứ không có bị vàng lắm ha, sơ cái vỏ nó xiêm hoài bóc vào vỏ này vậy hết như đây xong nó điên xay xay cái đậu này mình xay mình bỏ vô mình ăn đó. Cảm nhận là có cái vị béo của đậu phộng. Rồi cái son nước để mà mình nấu á, nè chị mình cho bí xu vào, còn kè là phải mình phải luộc riêng chứ không bả thổi bả chung được, cho nó chín cho nó rèn chút đắng của kè, còn cái khô lan này mình từ từ bỏ hả? Rồi cho cái bí xu nó chín rồi mình bỏ. Rồi đậu nãy giờ mình bóc vỏ xong rồi nè, giờ chị mình hút bỏ vào máy sinh tố nha, mình xay chớ nước chứ đồ nó xay không rồi sợ nó cháy nãy, mình chớ ít nước thôi, không chạy được đó, mình chớ nước thôi mình xay. Sau khi bí về xu chín tới giờ chị mình cho khoai lang vào. Hàm sơ một xíu cho nó chín rồi bắt đầu mình lấy cho vị rồi gia vị rồi mình nấu tiếp nè. Còn đây là đây thành phẩm của cái đậu phộng là mình xay nhuyễn ra nha. Xay nhuyễn ra như vậy á. Nó béo nha. Nên món này phải đậu phộng nó mới béo mới ngon được. Nhuyễn. Để đi sắc rau. Rồi bây giờ chị mình đang sắc rau này. Cây đó là cây ria đó nha. Rồi mình sắc thêm ngò nè, với lại rau thơm, ngò rí và ngò tàu nữa, hai loại. Rồi mình sắc sẵn mắt chuối nè. Dé chuối, bắp chuối nha, rồi có dưa leo nữa, leo mình bào, có đồ bào, bẹt được rồi. Rồi sau khi chị mình cho các nguyên liệu nấu nước kè bỏ vô luôn, còi chị mình coi chín chưa, giờ bắt đầu nêm bỏ nước cốt dừa. Quá lộn, nước cốt đậu phộng nó nhầm đó. Cái món này phải có còn có đậu phộng béo thơm nữa. Rồi chị mình cho gia vị đó, hạt nêm chay, nấm hương, muối đường bột ngọt, khẩu vị là tùy theo mỗi người nha, mặn ngọt là do mình đó, ý là mình cứ nêm vậy. Đường bột ngọt đó, hạt nêm, nấm hương, chứ ngồi đây không có cái gì đó.
mình bắt đầu mình đợi cho nó chín một xíu nữa rồi mình bắt đầu mình múc tê tô nha. Cái này ăn với bún rất ngon. Cái ngổ này sắc chưa? Chưa sắc ngổ. Có cái đồ nêm ở trên nữa. Mình múc lên xong rồi mình có bỏ ngổ vào nữa nha. Cái ngổ. Cái này món này phải có ngổ, đặc biệt phải có ngổ nó mới thơm nữa. Rồi xong. Rồi canh kho chay đã chín nha. Bây giờ chị mình đang múc ghe tô. Múc ghe là xong rồi hổ mình sắc nhỏ mình bỏ lên trên. Rồi đây kho chị múc đây nè, một tô đây bún khô đây nè, bún nè, bún tươi với bún khô thép đây rau sạch sẵn nè, cái bát xì dầu, cái này là đèn nè á. Bây giờ mình mời mọi người dùng nha. Bây giờ mình cũng nóng quá. Đẩy mấy hổ ra đây chứ. Rồi. Tất cả có chút tất xì dầu. Đây. Mời mọi người nha. Rồi. Dễ bỏ cái rau đi. Thôi mình mua đậu đủ khác. Đây phải con rau ăn luôn. Ngon quá. Làm ngọt thơm mùi đậu phộng, ăn rau như này bay mùi thơm mùi ngổ, ngon. Rồi, ngon quá, mình đã hết giá rồi nè. Đẹp quá. Rồi nếu mọi người thấy những video về ẩm thực mình nấu các món ăn của cái vùng miền của mình em thấy có thú vị thì mọi người hãy nhớ subscribe, đăng ký kênh, ấn chuông kênh mình, nhớ like video, comment đóng góp ý kiến và nhớ chia sẻ cho bạn bè, ủng hộ cho kênh của mình được phát triển đủ 1000 subscribe. Cảm ơn mọi người nha.